Star Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Bác sĩ và mẹ được phát sóng vào lúc 21 giờ 15 phút vào thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và phát lại lúc 18 giờ thứ tư trên kênh MCV Media. Cảm ơn Dr. Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mọi gia đình, giúp kết nối các bác sĩ và cộng đồng những người quan tâm y tế và sức khỏe. Đây còn là một mạng xã hội dành riêng cho các bác sĩ và chuyên gia y tế cùng trao đổi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn. Ví dụ như con chó, nó sẽ ăn cái chất đó và sau đó là nó sẽ lây ngược lại cho mình. Đó, trong quá trình những em bé chơi với chó chẳng hạn, ví dụ vậy. Đó. Hoặc là con đi chân đất thì cái trứng của giun kim á, cái ấu trùng nó sẽ ở ngoài đất nè, thì nó sẽ đi qua đường da nó vào. Nó thì cũng vào được đường da luôn. Đúng rồi. Nguy hiểm. Con tại đi chân đất. Không cho chơi với chó nữa. Và đến với chúng ta hôm nay, mẹ Quý và mẹ Vân. Em tên là Thùy Vân và hiện em là Vũ Công và hiện tại em đã có một bé gái. Vũ Công xinh đẹp Trần Ngọc Thùy Vân, sinh năm 1991, là mẹ bé Gia U 20 tháng tuổi. Mẹ bỉm chăm sóc con theo cách hiện đại, khoa học, nhưng gặp những tình huống con bệnh hoặc có vấn đề về sức khỏe, thì mẹ cũng dễ loay hoay trước những thông tin xung quanh. Không biết hôm nay mẹ Vân sẽ có những câu chuyện nào để chia sẻ đây? Em tên là Ngô Thị Quý, công việc của em là làm tóc nữ. Mẹ bỉm Ngô Thị Quý, sinh năm 1981, luôn chọn cách nuôi con theo phương pháp dân gian và dân gian. Quý đã có hai bé trai, bạn lớn 9 tuổi, bạn nhỏ 4 tuổi, nên chắc hẳn mẹ bỉm sẽ có rất nhiều kinh nghiệm. Hãy chờ xem mẹ Quý chia sẻ câu chuyện gì với mọi người nhé. Và không thể thiếu một chuyên gia tư vấn về chuyên môn cho chúng ta, đó là bác sĩ Trang, đối tác y tế Dr. Network và đã có kênh chính thức trên kênh Dr. Network. Xin chào Vĩnh Châu. Dạ. Chào mẹ Quý và mẹ Quốc Vân. Kính chào quý khán giả đang xem chương trình Bác sĩ và mẹ. Thạc sĩ, bác sĩ Hứa Thị Mỹ Trang có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khám chữa bệnh về nhi khoa. Là một bác sĩ giỏi và có bề dày kinh nghiệm, chuyên khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý như hô hấp, viêm phổi phế quản, ho hen, sốt phát ban, sởi, quai bị, đặc biệt là tư vấn dinh dưỡng cân nặng chiều cao, suy dinh dưỡng ở trẻ. Bác sĩ đã trải qua nhiều chức vụ, vị trí khác nhau tại các bệnh viện như Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, Bệnh viện Vinmec và nhiều bệnh viện, phòng khám khác. Fogima, sắc nước bà bầu, đỉnh của chớp. Và chủ đề của ngày hôm nay sẽ là vấn đề tẩy giun định kỳ cho con. Xin hỏi là các mẹ là mình có tẩy giun cho con chưa ạ? Đã có tẩy giun rồi, cũng được cách đây mấy tháng à. Mình có tẩy giun định kỳ không chị? Nói chung là đó giờ mình sanh hai bé nhưng mà bé đầu thì không thấy phát hiện gì hết, chỉ có là bị ban thôi. Nhưng mà cái bé sau này á là bị giun, không biết gì luôn, thấy giống như là nổi cái mẩn hứa đỏ gì giống vậy đó. Ăn uống thì cũng gọi là giống như là ăn không nhiều như lúc trước nữa, đêm nào cũng ngủ không được hết. Đi ra mua thuốc uống thì uống hoài cũng như vậy, thì uống cũng được gần một tuần. Thấy không ổn thì ở gần nhà có cái trung tâm mà bác sĩ nhi á, thì mới vô khám rồi xong xét nghiệm rồi luôn, thì mới nói là bé bị giun. Nó ủa sao bé bị giun, sao giống như bị ban quá vậy? Tại mình nhớ cái bé đầu tiên là bị ban mẩn đỏ. Không cô, tại vì cái này là mỗi cái cơ địa mỗi người nó khác nhau, thì sẵn tiện cái em cũng hỏi nó, ủa vậy người lớn có tẩy luôn không? Chứ nít tẩy mà mình không tẩy mình cũng cảm giác nó cũng khác. Nó không, người lớn nhưng nít đều tẩy giống như nhau. Là nói ủa vậy tẩy là tẩy như thế nào? Nói một năm là hai lần. Nói chung là em cũng về em nghe theo bác sĩ cho uống thuốc rồi này nọ. Thì hiện tại là bé đã ổn. Mẹ Vân thì mình có tẩy giun cho bạn chưa? Bạn gần 24 tháng rồi. Dạ, gần 2 tuổi rồi. Là em cũng có nghiên cứu về cái tẩy giun, nhưng mà cũng nghe nói là tới 2 tuổi đúng thì mới được tẩy. Hôm bữa em cũng, tại em thấy cũng gần 2 tháng rồi, xong em ra hỏi thì bác sĩ nói thôi ráng đợi rồi mới cho mua thuốc để tẩy. Đủ 2 tuổi rồi mới cho tẩy giun. Mẹ Châu sẽ có một cái trò chơi vận động dành cho hai mẹ. Các mẹ hãy sắp xếp đúng thứ tự nha. Giun lương, sáng dây, giun tóc, giun kim, giun móc, giun đũa, giun xoắn, giun chỉ. Rồi sắp xếp đi các mẹ. Giun tóc, tiết học, sinh học bắt đầu rồi. Giờ mình phải học sinh học này. Giun lương, giun lương con nào giống con lương? Em thấy con này nó bự là giống con lương rồi đó. Con nào giống con lương ta?
Con nào giống con lươn sáng dây. Em nghĩ chắc là để em có nhớ. Sáng dây rồi đến dung tóc. Lươn nè. Dung tóc. Tóc. Dung kim. Này dung sáng. Dung lắm rồi. Dung móc. Dung móc là cái đầu móc móc. Ốc là cái này quá. Ai biết. Nhìn nó giống cọng tóc mà. Dung xoắn, cái này nó đâu có xoắn đâu ta, này xoắn không ta? Cái này sừng như cũng xoắn đấy. Xoắn. Xong chưa? Hết giờ rồi. Xong rồi. Chị Quý xong chưa chị? Xong rồi đó. Xong rồi đó. Không biết đúng không? Không nhìn. Ba chị em ngồi nãy giờ rối loạn hết trơn. Hai mẹ thì cũng chưa có đáp án đúng theo cái thứ tự của câu hỏi. Thì bây giờ mình nói về đáp án của mẹ Vân trước nha. Dạ, dạ. Đầu tiên là Jun Lương. Mẹ Vân trước. Phải không bác? Cái đầu tiên của mẹ Vân đó là dung mất chứ không phải là dung lương. Rồi, hồi nãy mình đúng cái sao mình sửa là gì? Cái này là chỉ có phân biệt được cái mỗi này là sáng dây thôi đúng không? Đúng rồi, sáng dây là dễ phân biệt nhất. Dạ. Dạ. Dễ phân biệt nhất. Còn mấy cái này là nó cứ giống xoắn nhau. Cũng dễ nè, dung xoắn là mình thấy nó xoắn giống như con cuốn chiếu á, xoắn. À, là cái này là dung xoắn. Đúng rồi, dung xoắn. Rồi, ta biết. Vậy mình cũng ra bét luôn. Dạ. Dung lương là con nào bác? Cái này ở bên phải. Đúng rồi, con lương. Dạ, nãy làm đúng rồi. Con lương đúng rồi. Rồi đến là sáng dây. Sáng dây, sáng dây là đúng rồi. Sáng dây là đúng rồi. Rồi đến dung tóc bác. Dung tóc là tóc là tóc này đúng rồi, dung tóc là cái đỏ. Cái đỏ dung tóc giống như sợi tóc. Đây là mình sai hết rồi đó. Rồi đến dung kim. Dung kim là cái trắng trắng, đúng rồi. Thật sự ra dung kim ở ngoài á, mình coi cái đại thể ngoài thì nó bé. Dạ. Bé là trong đây cho nên rất là khó. Dung kim. Cái dung kim. Rồi đến dung móc. Là cái này. Dung móc là cái đầu móc tiên là cái này. Rồi đến dung đũa. Đó, dung đũa là giống như con lươn. Dung đũa là mới giống con lươn. Hai dung đũa là giống con lươn. Thật sự ra cái hình con dung đũa mà mình thấy bên ngoài á, nó hơi hồng hồng một chút xíu. Dạ. Chứ nó không như cái màu này. Đúng cái này, không? Dạ. Cái này xoắn hả bác? Đúng rồi, dung xoắn. Con này là tới dung chỉ. Con chưa được thấy con nào ngoài đời hết. Trời ơi, mừng quá, làm đúng luôn rồi đó. Trong tất cả các loại này, loại nào mà trẻ dễ bị mắc phải nhất bác? Trẻ dễ bị mắc phải nhất là ba cái con jun. Là jun đũa, jun kim và jun móc. Con em á, là nó rất mê ăn cá hồi sống. Rồi nó mê kinh khủng luôn. Cá hồi chín không chịu ăn đâu, là cứ cá hồi sống là ăn li lị luôn. Đó có phải là nguyên nhân chính để gây ra cái dung sáng của con? Ăn thực phẩm mà sống á, thì cũng là một trong những nguyên nhân. Tuy nhiên nó nhiễm sáng nhiều hơn là nhiễm mấy cái dung đũa đồ. Dung đũa hay dung kim đó là nguyên nhân nhiễm sáng nhiều hơn. Mình hay ăn nem đó, rồi ăn cá sống á, là những cái loại đó là dễ bị nhiễm sáng hơn. Bị sáng thì với lại bị dung á, cái nào dễ chữa hơn bác? Thường là bị jun mà thông thường á, jun đũa thì sẽ dễ trị hơn. Rồi tới jun kim, jun móc thì hơi khó một chút xíu. Còn những cái loại jun hay là sáng khác đó thì mình phải điều trị đúng liệu trình. Và mình phải tìm ra cái nguyên nhân là bị cái con gì. Con gì thì mình sẽ có cái liệu trình điều trị theo cái con đó. Con nào nó nằm ở trong cái loại thực phẩm hay là ví dụ như mà dung đũa đó, bé đó sẽ dễ bị nhiễm qua đường ăn uống nè, qua tay nè, bốc thức ăn vào chẳng hạn. Hoặc là qua vệ sinh, qua những cái thực phẩm như là rau này nọ mà người ta tưới đó, không có rửa sạch đó thì sẽ bị nhiễm. Hoặc là qua những cái con chó, con mèo chẳng hạn. Chó mèo nó có dung đũa chó mèo đó, cũng có thể lây qua người. Đó. Rồi một cái đường nữa là cũng như là tiếp xúc qua da và niêm mạc. Có thể là con đi chân đất nè, thì dễ nhiễm jun móc. Vấn đề tẩy jun tưởng chừng đâu rất là đơn giản nhưng mà cũng có rất là nhiều câu hỏi dành cho các mẹ. Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Bây giờ mỗi mẹ sẽ có một cái bảng để ghi đáp án. Câu hỏi đầu tiên dành cho hai mẹ đó là: ba mẹ cần tẩy jun cho con khi nào? A. Tẩy jun định kỳ. B. Con bị đau bụng. C. Con bị chướng bụng. D. Con bỏ ăn. Mời một đáp án của mọi người. Dạ mời bác sĩ chấm điểm. Cái này mình trả lời câu A luôn. Câu... Dạ tại vì con em nó cũng bị trong 4 trường hợp này luôn. ABCD là chọn hết luôn. ABCD nên chọn luôn. Rồi mẹ Vân thì chỉ có A thôi, chưa có kinh nghiệm, chưa có tẩy jun. Thật sự ra đó, nếu mà trong đáp án của câu hỏi này thì mình nên trả lời câu A.
Tại vì mình ở đứng cái góc nhìn mình là phụ huynh, chỉ tẩy xương định kỳ cho con thôi. Còn nếu con có các cái triệu chứng khác thì nên đến bác sĩ. Mà chưa chắc gì con bị đau bụng là do nhiễm giun, lỡ một cái nguyên nhân khác thì sao? Hoặc là con bỏ ăn lỡ một cái nguyên nhân khác. Đúng rồi. Cho nên là mình đứng ở là phụ huynh thì mình chỉ tẩy xương định kỳ cho con thôi. Cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi thứ hai, độ tuổi nào cần phải tẩy giun định kỳ? A là người lớn, B là trẻ từ 0 đến 12 tháng, C là 1 đến 6 tuổi, D là tuổi teen. A, B, C, người lớn với lại C, 1 đến 6 tuổi. Giống như hồi nãy bạn Vân có nói là đi khám ở ngoài thì tiệm thuốc mới nói là từ 2 tuổi trở lên. Nhưng mà theo em suy nghĩ là bác sĩ bên đây nói thì cũng có thể là đúng, nên mình cứ áp dụng là từ 1 tuổi trở lên, ngay cả người lớn mình cũng nên. Vậy tẩy xuân. Vậy chị phải chọn thêm câu A. Thêm câu A là người lớn cũng phải tẩy dung định kỳ. Đúng. Rồi mẹ Vân thì thêm A, C với lại D là tuổi teen. Có nghĩa là tất cả các độ tuổi trừ 0 đến 12. Dạ đúng rồi. Chấm điểm sao bác? Cái câu mà chính xác nhất á, mà để tẩy dung định kỳ á, thì ở đây là câu A và câu D. Có nghĩa là người lớn và tuổi teen là luôn luôn phải tẩy dung định kỳ rồi. Yeah. Câu C thì nó không phù hợp một chút xíu á, là em bé 1 tuổi. Nếu mà là từ 2 đến 6 tuổi thì ok. Tại vì câu này nó có 1 tuổi. 1 tuổi thì khi sổ giun là mình phải cân nhắc 1 tuổi tẩy giun khi nào? Khi mình biết chắc là con mình nhiễm giun. Có nghĩa rằng là khi con đi tiêu ra đó, mình thấy trong phân nó có lôi nho những cái con giun tim chẳng thấy được luôn. Hoặc là đi hẳn ra con giun, hoặc là một số bé ho ra giun luôn. Hoặc là cái triệu chứng của con mà nó điển hình của một bé nhiễm giun khi mà đến bác sĩ chẩn đoán á, ví dụ như con mình 1 tuổi mà con còi cọc quá, chậm lên cân, biếng ăn, rồi bụng ổng chẳng hạn, ví dụ vậy. Có nhiều triệu chứng thì mình khi mình đến bác sĩ chẩn đoán à bé này chắc là có thể nhiễm giun đây, thì bác sĩ sẽ chỉ định cho mình tẩy giun. Tại vì cái liều tẩy giun của trẻ 1 tuổi đến 2 tuổi đó, nó sẽ làm nửa liều thôi. Còn em bé từ 2 tuổi mà đến người lớn thì sổ giun cái liều nó như nhau. Cho nên là mình phải cân nhắc điều đó. Mà phải rõ ràng là con mình nhiễm giun thì mình mới sổ. Còn nếu mà định kỳ thì nên 2 tuổi mới sổ giun. Hồi nãy bác có nói là ho ra. Em thấy nó có ra nhiều trường hợp là ra từ mũi luôn. Đúng rồi. Như vậy thì có bị sao không bác? Trong cái chu trình mà di chuyển của con giun á, cái ấu trùng nó di chuyển thì có một cái chu trình nó lên phổi. Thì khi lên phổi đó, thì nếu mà nhiều quá mà mình nó gây cái triệu chứng có thể là ho luôn đó. Có nhiều bé nó khò khè y chang như là bị dị vật á, nhưng mà thật sự cái dị vật đó là con giun. Và câu hỏi tiếp theo dành cho hai mẹ là có thể tự mua thuốc về tẩy giun cho con hay không? A được, B không, C tham khảo bạn bè, D là tham khảo ý kiến bác sĩ. Được với lại D là tham gia ý kiến bác sĩ. Còn chị Quý là phải tham khảo ý kiến bác sĩ. Thôi vậy đi cho chắc đi, ví dụ như mình không biết thì mình nên tham khảo ý kiến bác sĩ đi ha chị. Cái gì mà nói về bệnh rồi mà nhất là trẻ con nó rất là nguy hiểm, nên mình phải hỏi bác sĩ là an toàn nhất. Cả hai câu đáp án của hai mẹ đều có thể chấp nhận được hết. Có nghĩa là hỏi ý kiến bác sĩ thì đúng, ok. Nhưng mà thật sự ra là trẻ trên 2 tuổi mà nếu mà con mình khỏe mạnh không vấn đề gì, mình cũng có thể tẩy giun định kỳ. Bằng cách là mình có thể mua đúng cái thuốc nha. Mua đúng cái thuốc tẩy giun cho con được. Nhưng mà bác đã chia sẻ rồi đó, hiện nay thật sự ra con mình đều đi nhà trẻ, đi mầm non hết rồi. Thì trong trường mẫu giáo là đều có tẩy giun định kỳ cho các bé hết. Mình yên tâm cái đó. Đến khi con vào lớp 1 á thì cái nhiệm vụ đó là do phụ huynh ấy. Phụ huynh phải tẩy giun định kỳ cho con. Cảm ơn bác. Và câu hỏi tiếp theo đó là tẩy giun cho trẻ mấy lần trong năm? A là 1, B là 2, C là tùy theo độ tuổi. Dạ mời mẹ Vân đi. Dạ tại vì chứ hồi từ lúc em còn nhỏ là em xem quảng cáo thuốc diệt giun ở trên TV á, là đã biết là mỗi người đều là phải tẩy giun định kỳ 6 tháng một lần. Là hai lần. Dạ 2 lần trong một năm. Rồi chị Quý. Cái bác sĩ mà khám cho con em thì nói chung là một năm là phải 2 lần. Thì em nghĩ là câu B và câu C. Đúng không bạn? Chúc mừng hai mẹ. Có nghĩa là câu của mẹ Vân trả lời cũng đúng ha. Và mẹ Quý cẩn thận hơn thì cũng đúng, tùy theo độ tuổi cũng đúng ha. Từ 2 tuổi trở lên thì mình sẽ tẩy giun 2 lần trong một năm. Còn em bé từ 1 tuổi tới 2 tuổi đó thì mình phải hỏi ý kiến bác sĩ. Thì bác sĩ sẽ quyết định là con mình tẩy giun như thế nào. Thậm chí có thể là không phải là cứ một lần
uống một lần duy nhất. Ví dụ như lỡ em bé nhiễm dung kim thì sao? Thì phải tẩy 2 lần cách nhau 3 tuần chẳng hạn. Thì cái đó là cái quyết định của bác sĩ. Ví dụ như có trường hợp như thế này nè bác, trường tẩy rồi, nhà không biết, thêm một lần nữa cỡ khoảng 1 tháng sau cái nhà ô sực nhớ con mình tới kỳ tẩy dung rồi, thì nếu mà mình tẩy lại một lần nữa thì có sao không bác? Thì lúc đó thì mình phải theo dõi các cái triệu chứng tác dụng phụ của con, xem con có vấn đề gì, ví dụ như có đau đầu hay không, có đi tiêu phân lỏng hay không, hay là có những cái triệu chứng khó tiêu chẳng hạn. Triệu chứng nhẹ thôi chứ nó cũng không có ảnh hưởng gì nặng đúng không bác? Tất nhiên là nó không ảnh hưởng nặng nề, nếu mà mình làm liên tục như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng. Cảm ơn bác sĩ. Và câu hỏi tiếp theo dành cho các mẹ đó là triệu chứng nào con bị nhiễm run? A. Tiêu chảy, đi ngoài ra máu, B. Nổi mẩn ngứa, phát ban, C. Yếu ớt, ăn kém, D. Đau bụng, nôn ói. Cứ tính cái thực tế đi. Con em mà có bị trong một những cái đó thì chắc em đều sẽ nghĩ tới cái chuyện đang nhiễm run. Còn chị Quý? Nói chung là có hai cháu, mà cháu đầu tiên thì may mắn chưa bị gì hết. Nhưng mà cái bé sau là bị cái câu B, câu C và D đó. Có nghĩa là giống như là bé bị nổi mẩn ngứa thì giống như nãy có trao đổi bác sĩ, tưởng giống như là bị dị ứng, ăn uống dị ứng. Rồi giống như là ăn uống nó làm như nó ít lại, nó không có được nhiều như hồi trước nữa. Thì em thấy là câu B, câu C với câu D là nó đúng với cái con của em. Câu A đúng không bác? Câu A đúng trong cái trường hợp như thế này. Tiêu chảy là có đó, nhưng mà tiêu ra máu để mà mình thấy á thì thường sẽ không có. Sẽ có trong cái trường hợp là khi mà ở trong bệnh viện người ta xét nghiệm đó, người ta sẽ đi soi cái phân đó mà nó ra máu vi thể. Có thể là do cái con run móc đó, nó làm chảy máu rỉ rả. Thì em bé mình nó sẽ thiếu máu. Thiếu máu do thiếu sắt đó, là do cái con run móc á, thì mình cũng có thể chấp nhận cái câu A là được nếu mà nó là tiêu ra máu vi thể. Mẹ Quý thì thấy rằng là đúng, không có triệu chứng đó, thật sự ra mình đâu có thấy đại thể đâu. Cho nên là thường là sẽ không như vậy. Thường là tiêu chảy mà có ra máu thì thường nó sẽ nằm trong những cái trường hợp mà tiêu chảy nhiễm trùng hoặc là dị ứng đạm bò chẳng hạn, ví dụ. Dạ cảm ơn bác sĩ. Và câu hỏi tiếp theo của chương trình dành cho các mẹ đó là khi con bị nhiễm run thì cần làm gì? A. Mua rau sam về uống, B. Mua thuốc tẩy giun để uống, C. Thăm khám bác sĩ, D. Đi xét nghiệm. Chị Quý thì là C và D, thăm khám bác sĩ và đi xét nghiệm liền. Rồi mẹ Vân thì thêm câu B là mua thuốc tẩy giun uống. Con mình mà có các cái triệu chứng mà mình thấy nghi ngờ thì thật sự ra mình cũng nên đi thăm khám bác sĩ là tốt nhất. Để coi có ngoài cái đó ra là con có cái triệu chứng của một cái bệnh lý khác hay không nè. Tại vì con mình là có sổ rung định kỳ rồi. Đúng không? Là cho nên là mình phải nên thăm khám bác sĩ là hợp lý hơn. Rồi bác sĩ mới cho đi xét nghiệm để ra coi nếu mà nghi nhiễm rung thì nó ra cái con rung gì. Và cái con rung gì mới là quyết định cái liệu trình điều trị. Ông bà xưa là hay kêu chứ nếu mà nó bị nhiễm rung sáng á, hồi xưa đâu có điều kiện để đi bác sĩ nhiều, thì là theo dân gian là cho nó uống rau sam đi cho nó trơn tuột ra hết, là đúng không bác? Thật sự ra thì bây giờ có nhiều thuốc tẩy giun quá rồi, mình đừng có nghĩ tới cái chuyện dân gian nữa, tại vì hồi xưa thì không có thuốc tẩy giun chẳng hạn. Hoặc là hồi xưa cũng có thuốc tẩy giun mà nó thuộc dạng là nó đi ra luôn á, có nghĩa là uống rau sam là sẽ đi ra đó. Hoặc là có một cái dân gian mà bác thấy cũng có hiệu quả đó, là nó là cái xương sáo á, khi ăn vào á thì cái dung kim nó ra rất là nhiều. Cái đó là cũng là đúng, theo phải là đó, là cái xương sáo là cái đen đấy, đúng rồi. Thì thật sự ra như vậy, nhưng mà là nó đi ra luôn, còn mình sổ giun á thì con giun nó sẽ chết. Hiện nay thì không phải như hồi xưa đó. Hồi xưa mình nhớ mấy cái sơn đông mãi vỏ đó, người ta bán những cái loại thuốc giun mà hình chuông đó. Đó là uống vào là đi ra con giun. Đúng rồi bác. Nhưng mà hiện nay thì những cái thuốc tẩy giun của mình á là giun nó chết luôn và nó đi theo phân ra. Nếu mà tính theo nhân gian luôn. Còn nếu mà tính theo khoa học của mình á thì mình loại trừ cái đáp án đó ra. Nhưng mà nếu mà an toàn nhất thì nên đi thăm khám bác sĩ đi nha mọi người. Và câu hỏi tiếp theo dành cho các mẹ đó là biến chứng có thể gặp khi nhiễm giun nếu không tẩy giun định kỳ. A. Con bị yếu ớt, thấp còi. B. Bị viêm nhiễm đường ruột. C. Ảnh hưởng đến vùng kín. D. Bị viêm nhiễm đường tiết niệu.
B. A, B, mời hai mẹ giải thích về đáp án của mình. Tại vì á, là khi con em bị á, là em thấy ăn uống bị kém lại. Nên là giống như là thì nếu mà kéo dài, nếu mà mình không có điều trị thì từ từ cũng sẽ bị thấp, bị còi. Cũng nếu mà mình để nguy hiểm á, nó cũng sẽ dễ ảnh hưởng tới qua đường ruột. Thì em nghĩ là câu A và câu B. Dạ. Dạ. Dạ, em cũng nghĩ giống chị Quý, với lại tại vì nó ở đường ruột, không có liên quan tới cái hai cái vùng kính với lại đường tiết niệu, đúng không? Dạ. Thật sự ra là bốn cái đáp án này đều đúng hết. Cái đáp án A thì mình biết rồi, đúng không? Dạ. Cái đáp án B thì mọi người cũng biết rồi. Dạ. Nhưng mà bác bổ sung thêm một chút nữa là có thể gây tắc ruột luôn trong những trường hợp mà nhiễm giun nhiều quá. Dạ. Cả búi giun vậy nè. Dạ, dạ. Thì lúc đó phải mổ đấy. Tẩy giun thì nó không có hiệu quả. Dạ. Tắc ruột do giun là bác cũng đã gặp trường hợp như vậy rồi. Và cái câu C và câu D nó ảnh hưởng đến đường tiết niệu, đường vùng kính, đường tiểu là có. Khi mà những em bé gái nhiễm giun kim thì cái giun kim nó sẽ ban đêm nó sẽ ra ngoài hậu môn để nó đẻ trứng đó. Yeah, thì em bé hay bị ngứa hậu môn chẳng hạn, lúc đó nó có thể đi qua cái vùng kính của em bé và nó gây viêm nhiễm cái đường tiết niệu, có thể em bé đi tiểu lắc nhắc này nọ đó, nhiễm trùng tiểu, gây nhiễm trùng tiểu. Nó đi qua cái đường hậu môn lên trên, tại vì em bé gái thì cái hậu môn với lại cái vùng kính nó rất là gần nhau. Thì trong cái vùng kính thì nó sẽ có cái lỗ tiểu trong cái khu vực đó đó, thì nó sẽ gây ra viêm nhiễm đường tiết niệu. Nếu không có tẩy giun định kỳ á thì sẽ có một số hậu quả nào không mà bác? Nếu mà mình không tẩy giun định kỳ, tại vì người Việt Nam mình á đa phần mình ăn rau sống rất là nhiều hoặc là con chơi ở ngoài sân rất là nhiều ha, nó sẽ gây ra một cái tình trạng là nhiễm giun, đa phần là mình nhiễm giun nhiều lắm luôn đó chứ không phải là thường. Ngay như cái nguồn nước uống của mình cũng vậy, ngay như những nơi mà ở vùng quê đó, nhiều khi người ta múc nước ở sông ao hồ lên người ta xài, chứ còn nhiều khi cũng không có như mình là qua nước máy lọc các kiểu thì rất là dễ bị nhiễm giun. Nhiều khi lây với nhau mình cũng không biết luôn, trong gia đình mình á ví dụ người lớn bị nhiễm giun lại vô tình lại lây cho em bé qua đường ăn uống, thì mình lấy đồ ăn cho con ăn chẳng hạn, ví dụ vậy đó, mình bóc bằng tay là đút cho con chẳng hạn thì lại lây cho con mà mình không biết. Có nghĩa là những cái con giun đó nó có thể tồn tại ở trong cái môi trường xung quanh, ví dụ như là trong đất thì nó sống hoài ở đó hả bác, hay là nó thời gian sống nó là bao lâu? Thường thì tùy theo mỗi loại giun thì cái thời gian sống nó như khác nhau. Ví dụ như cái người ta đi tiêu ra nó trong đó có cái trứng giun thì cái con trứng giun đó nó phải khoảng 3 tuần lễ sau thì nó cái con ấu trùng đó nó sẽ di chuyển và thường nó không có qua liền mình đâu, nó không qua liền mình mà có thể là nó sẽ lây qua một cái con vật khác, ví dụ như con chó nó sẽ ăn cái chất đó và sau đó là nó sẽ lây ngược lại cho mình đó, trong quá trình những em bé chơi với chó chẳng hạn, ví dụ vậy đó, hoặc là con đi chân đất thì cái trứng của giun kim á, cái ấu trùng nó sẽ ở ngoài đất nè thì nó sẽ đi qua đường da nó vào nó thì cũng vào được đường rồi, da luôn. Đúng rồi, nguy hiểm. Con tại chân đất không cho chơi với chó nữa, nghe sợ quá. Thì khi mà mình có cái triệu chứng, ví dụ như hồi nãy mẹ Quý có chia sẻ đó, dù con nổi mẩn đỏ nhưng mà mình điều trị dị ứng thì không hết thì mình phải nghĩ đến là nhiễm ký sinh trùng rồi. Mình đến bác sĩ để bác sĩ coi con mình bị nhiễm cái giun gì thì sẽ có cái liệu trình điều trị nó thích hợp hơn. Hoặc là mình thấy tự nhiên sao mà cứ đau bụng hoài mà không hết chẳng hạn, ví dụ vậy, uống thuốc bao tử rồi cho con các kiểu, uống men tiêu hóa rồi mà con mình nó vẫn không có hết thì mình phải nghĩ đến nhiễm giun. Hoặc là con mình không có bệnh lý gì mà tự nhiên con cứ ăn kém rồi thấp còi chậm tăng cân chẳng hạn, ví dụ vậy thì mình nên đi bác sĩ thăm khám để mà mình điều trị cho kịp thời, để tránh ảnh hưởng đến thể chất của em bé nè, ảnh hưởng đến còn về tâm thần nữa. Phòng tránh thì mình cần thiết làm những cái việc gì để mà hạn chế tối đa cái việc nhiễm giun cho các con á? Hạn chế tối đa bằng cách là ăn chín nè, uống sôi, vệ sinh cái môi trường xung quanh thật là tốt. Yeah. Và cho con rửa tay trước khi ăn cũng như là sau khi đi tiêu chẳng hạn. Tất cả người trong gia đình mình thì nên tẩy giun định kỳ. Thì khi nếu mà ra ngoài ăn thì khuyến khích là không nên ăn đồ sống. Dễ nhiễm sán lắm, nhất là trong những cái con hải sản hoặc là nem nè, nem chua nè, rất là dễ để nhiễm những cái con sán. Hôm bữa là con em á là cũng đã chữa rồi, bác sĩ đã chữa rồi, thì theo bác sĩ là bé có bị tái diễn lại nữa không nhỉ bác sĩ? Giun rất là dễ tái nhiễm, nhất là giun kim.
Dung Kim mà bé nhiễm rồi mà mình không có làm vệ sinh, ví dụ ra giường, chăn, gói của đồ, những cái vật dụng của bé đó, thì trứng Dung nó ở đó và nó có thể gây tái nhiễm lại. Mình phải nấu nước sôi, trụng nước sôi các kiểu ha. Phải tiệt trùng hết mấy cái đó. Nguy cơ tái nhiễm nó sẽ không có cao. Dạ, em cũng muốn hỏi là mỗi cái loại giun nó sẽ gây ra một cái hiện tượng gì ở trên cơ thể để mà mình có thể nhìn và mình biết là đang bị nhiễm giun loại nào không ạ? Triệu chứng á thì thường là các bác sĩ sẽ chẩn đoán cho mình biết. Nhưng mà tuy nhiên có một số cái trường hợp mà mình có thể nhìn nhận ra, ví dụ như là nhiễm giun kim thì em bé nó sẽ khó ngủ nè, em bé sẽ hay chỏng mông lên vào buổi tối. Còn em phải ngủ chỏng mông và ngứa hậu môn đó thì nhiễm giun kim. Còn ví dụ nhiễm giun đũa thì có thể là con hay đau bụng, cái này là cái triệu chứng mà thường gặp nhất đó, đau bụng rồi tiêu chảy, tiêu phân không đẹp nè, rồi ăn kém, rồi hoặc là nhiễm giun chỉ thì người ta gọi là phù chân voi đó. Mình thấy phù chân voi rất là rõ ha, và nó cũng ảnh hưởng đến nhiều các cơ quan khác nữa. Hoặc là nhiễm giun móc chẳng hạn. Nhiễm giun móc thì cũng có thể ngoài các triệu chứng mà giống như giun đũa gây đau bụng thì em bé nó còn bị thiếu máu thiếu sắt nữa. Và những cái trường hợp đó ngoài tẩy giun ra thì mình còn phải điều trị cái thiếu máu thiếu sắt cho con. Vậy là một cái viên thuốc tẩy giun nó bé nó có tẩy được hết tất cả các loại cùng một lúc không, hay là mình tẩy giun định kỳ thì thật sự ra chỉ tẩy giun đũa. Còn nếu mà nhiễm giun móc, giun kim thì cũng phải tẩy giun theo đúng cái liệu trình của nó. Hoặc là nhiễm những cái giun lương hoặc là những cái con sáng, mỗi một cái con giun nó sẽ có một cái liệu trình riêng. Ví dụ như là nhiễm giun kim chẳng hạn thì mình sẽ phải sổ 2 lần và cách nhau 3 tuần lễ. Còn nhiễm giun móc thì mình sẽ phải uống 3 ngày liên tục chẳng hạn, hoặc là có những trường hợp phải uống tới 5 ngày đó. Còn những giun lương hay là những con sáng khác thì nó sẽ có một cái chỉ định riêng của nó. Nhiễm giun sáng nó sẽ có những cái dị ứng trên da giống như mày đai, nhưng mà điều trị mày đai thì không hết. Và nó di chuyển, có những con sáng, những cái con ấu trùng nó di chuyển thì mình sẽ thấy nó lên dần cái đường đi của nó theo đường, chứ nó không giống như là những cái mề đai mình nổi từng mảng mà là nó đi giống như đi theo đường vậy đó. Sáng chó như vậy thì mình có chữa hết không bác? Chữa hết. Tại vì nghe đồn là chữa không có hết, rất là nguy hiểm. Mình đừng có để nhiều quá, mình đừng có để đi sâu quá, đi lên tới não mình rồi thì rất là khó điều trị. Cái bệnh phù chân voi thì có chữa hết không bác? Thì như bác nói rồi, ví dụ như khi mà mình có những cái triệu chứng mà nhiễm giun á thì mình nên đi đến bác sĩ chuyên khoa về nhiễm ký sinh trùng. Người ta sẽ chẩn đoán chính xác cho mình hơn và người ta sẽ điều trị đúng cho mình theo từng cái loại giun. Bệnh viện nào chuyên về khám ký sinh trùng bác? Thường thì tất cả các bệnh viện đều có cái khoa nhiễm hết. Mình đều có thể đi đến được. Một số cái bệnh viện nếu con mình ở Nhi Đồng thì sẽ có Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và bệnh viện nhiệt đới. Tất cả các bệnh viện đều có cái khoa nhiễm. Khoa nhiễm ký sinh trùng thì chúng ta cũng có thể gặp bác sĩ và xét nghiệm giun ở đó. Cảm ơn những kiến thức chuyên môn của bác sĩ và những cái chia sẻ kinh nghiệm của các mẹ. Và các video tổng kết những gợi ý hữu ích từ các bác sĩ khách mời của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ được đăng tải trên kênh chính thức của các bác sĩ trên app Doctor Network. Mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mọi gia đình. Hãy tải ứng dụng Doctor Network để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin y tế hữu ích nào quý vị nhé. Cảm ơn Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mọi gia đình, giúp kết nối các bác sĩ và cộng đồng những người quan tâm y tế và sức khỏe. Đây còn là một mạng xã hội dành riêng cho các bác sĩ và chuyên gia y tế cùng trao đổi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn. Chương trình Bác sĩ và Mẹ được phát sóng lúc 21 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và phát lại lúc 18 giờ thứ tư trên kênh MCV Media. Xin chào và hẹn gặp lại.